Vỏ cánh cứng này, này thì nó sống ở trên cây dừa, thân cây dừa này. Đây là con bọ cánh cứng râu dài này. Đó, nó có hai cái kìm phía trước đấy, hai cái râu dài. Ôi ơi, hai cái kìm phía trước đây, sợ chưa? Đưa tay vào nó.